Dạ con, dạ thánh thần. Cứu xin Chúa sáng sâu cho chúng con được phải là cùng để làm sinh Chúa yêu đời cho mỗi kinh mỗi việc chúng con là từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Là Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con có điều kiện để chia sẻ về lòng thương xót của Chúa cho nhân loại, cho vũ trụ này một lần nữa. Cầu xin Chúa hãy mở trí cho con để con hiểu được thánh chỉ của Chúa mà loan truyền cho anh chị em của con. Con cầu xin Chúa cho tất cả những ai có cơ hội nghe thánh chỉ này, nghe bài giảng giải này, nghe cái chương trình nghiền ngẫm cây cỏ này, để họ nhận ra được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, để họ theo Chúa trong cuộc đời ở dưới dương thế này. Xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, chúc phúc cho con là người nghiền ngẫm, cho anh chị em, chúc phúc cho anh chị em là người nghe được lời nghiền ngẫm này để họ thực hành lời Chúa cho đúng. Xin các đẳng linh hồn hãy luôn luôn che chở, gìn giữ tất cả những người nghe để họ nghe lời Chúa, họ đem ra thực hành, nhường lại công đức cho các đẳng linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa anh chị em, lần trước tôi có bàn với anh chị em về cái thánh chỉ thứ nhất, đó là Thiên Chúa tạo thành vũ trụ và con người sa ngã. Thì lần trước tôi còn nợ anh chị em ở chỗ là sách Sáng Thế Ký chương 9 câu 3: mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như ban cỏ xanh tươi. Lần này tôi sẽ làm cho anh chị em hiểu rõ luôn chỗ này, để chúng ta hiểu được lời Chúa, chúng ta sống cho tốt. Vậy hôm nay tôi nói đến cái thánh chỉ thứ hai, đó là hủy diệt vũ trụ và giao ước với loài người. Và khi tôi nói hai cái ý này thì sẽ kết thúc cái phần trình bày của cụ ước. Và anh chị em cùng nhau nghiền ngẫm cái thánh chỉ thứ hai. Thánh chỉ hai nó có hai phần. Phần thứ nhất hủy diệt vũ trụ, giao ước với loài người. Thánh chỉ thứ hai là hủy diệt vũ trụ và giao ước với loài người. Và hôm nay chúng ta nghiền ngẫm hai cái ý này. Trong thánh chỉ hai nó có, trong cái thánh chỉ hai nó có hai cái đề mục này. Đề mục thứ nhất là hủy diệt vũ trụ. Vậy trong thánh chỉ hai này nó có một cái đề mục thứ nhất là hủy diệt vũ trụ. Bây giờ trong cái hủy diệt vũ trụ này thì không có cần phải giải thích nhiều. Lý do là trong Kinh Thánh Sáng Thế chương 5, rồi chương 6, chương 7, chương 8
trong các chương này thì Chúa đều cho con người có một cái sự chuẩn bị. Mà sự chuẩn bị đó Chúa chọn Noe. Tại vì từ khi loài người sa ngã, tức là Adam đã bị Chúa đuổi ra khỏi rừng địa đàng và Chúa cho trở về đất, thì từ sau Adam đó thì sanh ra Cain và Abel. Thì Cain giết Abel. Sau đó Cain đi trốn Chúa trên khắp mặt đất này, và Cain cũng tạo ra được một dòng dõi con cháu rất là đông. Nhưng mà khi dòng dõi con cháu đó thì trong Kinh Thánh hoàn toàn không nhắc đến, chỉ nhắc là bao nhiêu đứa con của Cain vậy thôi, chứ không nhắc lại một người nào mà được Chúa chọn cả. Cho đến khi Ê-dông và Ê-già, tức là Adam và Ê-già lại sinh thêm một đứa con nữa, đó là Sết. Thì khi ông Sết á, ổng mới sinh dài dài, là từ ông Sết dài xuống tới ông Mô-xê. Mỗi một ông như vậy là sống từ 930 năm trở lên. Ví dụ, nói thì mình phải ví dụ cho nó rõ ràng để anh chị em hiểu. Sau khi Adam mà sinh ra Cain và Abel thì Cain lại giết nha. Kể Abel giết nhau. Thì Cain còn sống nhưng mà đi trốn Chúa. Thì Cain sinh ra Khanốc. Khanốc sinh Irad. Irad sinh Mơ-khu-gia-ên. Mơ-khu-gia-ên sinh Mơ-thu-sa-ên. Mơ-thu-sa-ên sinh La-mét. Rồi La-mét lấy hai bà vợ. Một là Adasin, Javan là Adasin là sinh ra Javan. La-mét lấy hai vợ. Vợ thứ nhất là Ada, sinh ra Javan. Mà Javan là ông tổ nuôi súc vật. Em của Javan là Yuvan. Rồi La-mét lấy thêm một vợ hai là Sila. Sila sinh ra một đứa con là Tuvan. Tuvan Cain. Em gái của Tuvan Cain là Naaman. Vậy thì La-mét, Cain sinh ra tới La-mét. Rồi La-mét lấy hai bà vợ, sinh ra một số người nữa. Thì từ Cain cho đến La-mét là một dòng dõi mà trong Kinh Thánh không nhắc đến cái thời gian sống của những người này. Cũng như Kinh Thánh không cho thấy là có một con người nào mà đẹp lòng Thiên Chúa cả. Vậy sau đó Adam được 130 tuổi. Lúc này Adam sinh ra ông Sết. Thì sau khi Adam sinh ra ông Sết thì Adam sống được 930 năm và sinh ra rất nhiều con trai con gái. Rồi ông Sết được 105 tuổi, sinh ra Enoch. Rồi sau đó ông Sết ông sống thêm 912 năm nữa và sinh rất nhiều con trai con gái. Rồi ông Enoch 90 tuổi mới sinh ra Kenan. Rồi ông Enoch ông sống 905 tuổi. Rồi sinh ra rất nhiều con trai con gái nữa. Rồi ông Kenan 70 tuổi sinh ra Mahalalel. Mahalalel sống 910 năm, cũng sinh ra rất nhiều con trai con gái. Rồi Mahalalel 65 tuổi sinh ra Jared. Jared sống được 895 năm, cũng sinh ra rất nhiều con trai con gái. Jared 162 tuổi sinh ra Khanốc. Khanốc sống được 962 năm, cũng sinh ra rất nhiều con trai con gái. Rồi Khanốc 65 tuổi sinh ra Mơ-thu-sa-lét. Rồi ông này sống 365 năm và Chúa đem ông đi. Cuối cùng ông Mơ-thu-sa-lét được 187 tuổi thì sinh ra La-mét. La-mét sống 969 năm, cũng sinh ra rất nhiều con trai con gái nữa. Rồi ông La-mét sống 182 tuổi, sinh ra ông Nô-ê. Ông Nô-ê sống 775 tuổi. Vậy thì anh chị em biết, từ cái thời Ca-in nè, Ca-in rồi cuối đời Cain này là sinh ra Cain sinh ra nè. Sinh ra một loạt La-mét.
La Mét. Rồi La Mét mới lấy hai vợ. Lấy hai vợ. Vợ một là Ada. Vợ hai là Sila. Thì hai ông này cũng sinh ra rất nhiều con trai con gái dòng tộc này. Nhưng mà dòng tộc này nè, cái dòng tộc Cain sinh ra nguyên một làng này. Kinh Thánh không có cho biết là sống bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm. Cũng không, Chúa không tìm ra được một người tốt trong cái dòng tộc của Cain. Vì Cain là người đã giết Abel lên. Chúa không tìm ra được một con người tốt. Do vậy mà những con người này theo Kinh Thánh thì trở về đất nữa. Rồi sau đó ông Adam đã xuất hiện. Adam và Eva sinh ra Sếp. Thì như tôi đọc nãy giờ đó, Sếp sinh Enoch, Enoch sinh Can, Kenan, Kenan sinh Mahalaven, Mahalaven sinh Raphet, Raphet sinh Khanok, Khanok sinh Methuselah, Methuselah sinh Lamed, Lamed sinh Noe. Thì từ ông Sếp này dài đến ông Noe, từ ông Sếp này đến Noe, Noe tức là Noe đó. Noe tức là Noe đó. Đó. Đọc dễ hiểu là Noe. Thì coi như là mỗi một ông như vậy là sống gần 10 thế kỷ, tính theo cái thế kỷ hiện đại bây giờ. Mỗi ông sinh 900-300 năm, 930 năm, 912 năm, 905 năm. Coi như không có ông nào mà sống ngắn hết. So với cái tính thế kỷ bây giờ thì một ông sống gần 10 thế kỷ. Vậy thì từ ông Noe, cái hủy diệt vũ trụ này, ông Noe này. Noe này nè, ông sinh ra ông nè, sinh ra ba đứa con trai nè, Sim nè. Sinh là Sim nè. Cam nè. Và Jared. Noe này nè, ông sinh ra Sim, Cam và Jared. Đây là ba đứa con của ông. Bây giờ chúng ta coi cái Chúa hủy diệt vũ trụ như thế nào. Qua ông Noe, Chúa sẽ hủy diệt vũ trụ làm sao? Bởi vì đến thời ông Noe thì Chúa mới nhận ra, Chúa mới tìm được ông Noe là người tốt trong từ ông Sếp cho đến ông Noe. Thì mỗi một ông sống gần 10 thế kỷ, tính theo cái niên lịch bây giờ là 10 thế kỷ. Thì từ ông Sếp đến ông Noe này, Chúa mới tìm ra được ông Noe. Thì bây giờ Chúa ra lệnh cho ông Noe để hủy diệt vũ trụ. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa hủy diệt vũ trụ như thế nào. Thì anh chị em sẽ cùng nhau nghe tôi đọc Kinh Thánh. Chỗ này không cần phải phân tích, vì Chúa hủy diệt vũ trụ không có gì để gọi là phân tích cả. Cho nên anh chị em cứ chú ý nghe tôi đọc, rồi chỗ nào khó hiểu tôi sẽ giải thích thôi. Loài người sa đọa, chương 6 câu 5 đến câu 22. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Ngày hôm nay con người chúng ta y vậy. Ăn động vật thì lòng nó toan tính ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Chúa buồn trong lòng. Chúa mới phán: ta sẽ xóa khỏi mặt đất này con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật, bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Nhưng ông Noe được đẹp lòng Đức Chúa. Đó. Vậy thì chúng ta coi ông Noe đẹp lòng Đức Chúa như thế nào. Đây là gia đình ông Noe. Ông Noe là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa. Thời đại này tìm một người công chính trong dân khó quá. Lý do là ăn động vật hết trơn rồi.
Mà nếu có người ăn cây cỏ mà đi với Thiên Chúa, buông bỏ yêu thương và cho không chắc cũng không có luôn. Thiếu gì người ăn cây cỏ, nhưng mà buông bỏ cho không không được. Còn có mình tiếng thôi, mà nó còn kẹt con vợ rồi sao đi. Nhưng mà nó cũng ráng đi, không biết đi được mấy bữa đây. Ông Noe sinh ba con, sinh ba con trai là Sem, Kham và Jared. Đây, tôi mới vừa viết. Ông Noe sinh ra ba đứa con trai Sem, Kham và Jared. Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực. Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng vì mọi xác hoàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất. Bây giờ chúng ta hiểu chỗ này. Mọi xác phàm đã ra hư hỏng là do bởi ông Adam. Ông đã nghe lời bà E già ăn cái trái biết thiện giả. Ăn cái trái cây biết thiện giả, tức là ăn thịt và uống máu của động vật. Cho nên ông Adam bị Chúa phạt đuổi ra khỏi vườn địa đàng và trở về dưới đất. Vậy thì con cháu của E dông và E già bây giờ là như thế, ăn theo ai dông ai già hết, là ăn thịt và uống máu động vật. Cho nên Chúa nói, nhìn đất mà thấy nó ra hư hỏng vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên đất. Bây giờ Thiên Chúa chuẩn bị. Thiên Chúa phán với ông Noe, ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm. Đó, anh chị em hay hỏi nhau á, là chừng nào tận thế? Chúa Giêsu mới trả lời nó, ngài tận thế chỉ có Chúa Cha mới biết thôi. Nhưng mà trong cái cuộc hủy diệt vũ trụ này nè, Thiên Chúa thông báo cho ông Noe ngài tận thế, rồi sau đó Thiên Chúa không cho tận thế nữa. Cái chỗ này cho nên từ nay trở đi đừng ai hỏi là thưa Cha chừng nào tận thế. Chúa không cho tận thế nữa. Chúa nói Chúa hứa Chúa không hủy diệt địa cầu nữa. Nhưng mà mày sống sai lời tao là mày đền nợ máu thôi. Vậy thôi. Bây giờ Thiên Chúa phán với ông Noe, ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. Này ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Chúa chỉ Noe rất là rõ. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ làm tàu thế này, đó, Chúa dặn rất là kỹ. Chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, chiều cao 15 thước. Chúa dặn kỹ vô cùng. Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu ngươi sẽ đặt ở bên hông. Ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa, rồi tầng trên. Phần ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lục, xuống trên đất để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi xác phàm có sinh khí nghe chưa, chứ không phải là mọi loài di động có sự sống. Mọi xác phàm có sinh khí có nghĩa là cua, sò, ốc, hến gì đó, nó có mũi thở là có sinh khí, chết hết. Động vật trên bờ, dưới nước gì, chim bay trên trời, cá lội dưới nước, ngựa chạy trên bờ, tất cả là chết sạch vì nó có sinh khí. Còn loài rong tảo ở trong chương 9 câu 3 đó là mọi loài di động có sự sống, nó không phải có sinh khí mà nó là thực vật ở dưới đáy. Ở đây Chúa nói thế chỗ đó. Mọi loài trên đất sẽ tắt thở, nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với ngươi. Ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai là Sem, Kham, Jared, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi, trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi để giữ cho chúng sống với ngươi. Phải có một con đực và một con cái, trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại bò dưới đất
mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi hãy lấy mọi thức ăn, mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình, đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng. Noe đã làm như vậy, ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Ngay cái chỗ này chúng ta thấy có một chuyện lạ vô cùng. Anh chị em nói là Chúa cho ăn động vật đó. Anh chị em nói là Chúa cho ăn động vật. Vậy Chúa nói với ông Noe là mỗi loài gia súc, mỗi loài một cặp, con đực, con cái, đi vô tàu với ngươi. Và ngươi á, lấy cái thức ăn mà ngươi ăn được đem vô tàu để tích trữ cho ngươi và cho động vật đi theo ngươi. Vậy thì không lẽ lúc này đây ông Noe ông chọn là ông cặp bồ câu, con đực, con mái này tốt nè, vịt, con vịt đực, vịt mái này tốt nè. Con heo đực, con heo cái này tốt vô tàu nè. Ngựa đực nè, ngựa cái này tốt vô tàu nè. Vậy thì ngựa đực, ngựa cái này xấu, để qua đây ăn thịt sao? Vậy thức ăn của ông Noe và thức ăn của động vật ở đâu? Không lẽ con đực, chim đực, con chim mái này tốt vô tàu, còn chim đực, chim mái này xấu là thức ăn cho ổng, cho mấy động vật sao? Lòi ra cái chỗ này thì chết liền, đúng không? Chúa đã nói rất là rõ, mỗi loài một cặp, trống mái, đực cái vô tàu với ngươi. Nhưng ngươi tìm cái thức ăn nào mà cho ngươi ăn, tích trữ cho ngươi ăn trong quá trình lục đạo thủy, và cái thịt lương thực ngươi ăn đó cho động vật ăn chung với ngươi. Vậy thì bây giờ ông Noe nói là thôi bây giờ tao chọn bồ câu này tốt là một cặp, còn cái cặp này xấu, bỏ qua bên đây, mần thịt tao ăn và một cặp bồ câu này ăn luôn. Không có chỗ này. Vậy ngay lúc này đây toát lên một cái ánh sáng là thức ăn của con người là mọi thứ cây cỏ mang hạt giống này chỗ này. Đúng vậy không? Rõ ràng cái chỗ này là không có thể nói nào mà cặp bồ câu này tốt nuôi để lấy giống, cặp bồ câu này xấu để đây qua đây ăn thịt. Chúa đâu có biểu như vậy. Tự hiểu đi chứ, mình lớn rồi, ham ăn cái động vật thì chịu thôi chứ. Chỗ này đây là người ta đã hiểu qua vấn đề cây cỏ mà hạt giống rồi. Chết, chỗ này là chỗ chết. Anh chị em hãy nghe cho kỹ chỗ này à. Cái chỗ này là chỗ anh chị em thì mắc nặng. Chỗ đó đó, chỗ mới thì đó. Là ông nuôi ông đem mỗi một cặp trong mai được cá vô tàu với ổng. Lương thực, ổng đem vô tàu, ổng ăn, dự trữ lại cho ổng ăn và dự trữ cho động vật ăn. Đám động vật này ổng dự trữ không ăn, rồi đám động vật này ổng ăn, rồi ổng mần cho mấy động vật này ăn thôi. Trời ơi, Kinh Thánh không có nói vậy. Mà Kinh Thánh nói như thế là chúng ta phải hiểu ông Noe bây giờ ổng lo ăn cây cỏ mà hạt giống. Đem lúa, đem gạo, đem trái cây vào tàu rồi ổng ăn, rồi ổng giữ gìn lại cho chim, cho cu, cho cò, cho heo, cho bò, cho vịt ngang ổng, những đưa vô tàu ăn chung vậy. Chỗ này mà không hiểu bài đặt ăn động vật. Tới đây rồi mà còn chưa hiểu nữa. Thưa cha, mọi loài có sự sống này vậy, ngao sổ hết ăn hả cha? Bà ăn cho bà chết, bà sơ. Bà sơ mà bà hỏi thưa cha, ngao sổ hết được ăn hả cha? Trời ơi, sơ già thì chứ sơ trẻ sao mình sao hỏi vậy? Sơ mới khấn thì tôi trả lời đúng ạ. Sơ 60 tuổi rồi mà đi hỏi vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe tiếp Sáng Thế chương 7, câu 1 đến câu 24. Hồi nãy là Chúa cho chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị vô tàu rồi đó. Bây giờ Chúa tiếp nè. Đức Chúa phán bảo ông Noe, ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan ta trong thế hệ này. Sau bao nhiêu thế kỷ thì chỉ có ông Noe là người công chính trước nhan Chúa trong thế hệ đó. Chúa mới chọn Noe. Ngày hôm nay thế kỷ 21 nè, 2016 nè, ai là người công chính trước nhan Chúa để Chúa chọn ra đây? Mà người công chính phải là người gì? Phải đi theo chân lý của Chúa. Mà chân lý của Chúa là ăn cây cỏ nè, buông bỏ nè,
cho không nè. Đó, cho không hay cho cộng. Ăn cây cỏ, buông bỏ, cho không. Cái người này là cái người Chúa sẽ chọn nè. Công chính trong thời đại này. Một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ. Bảy chữ này tôi cho là bảy chữ vàng. Ăn cây cỏ là ba chữ, buông bỏ là năm chữ, cho không là bảy chữ. Anh chị em chỉ cần nhớ bảy chữ này thôi, thì anh chị em sẽ là người công chính trước mặt Chúa, trước thánh nhan Chúa trong thế hệ này. Mà ngày hôm nay ai là người ăn cây cỏ, buông bỏ, cho không? Trời ơi, thứ gì nó cũng hốt vào. Thứ gì nó cũng ôm vào. Thứ gì nó cũng ăn vào. Trời, quá lẽ. Giờ đây người ta ăn cây cỏ mà người ta còn sợ chết. Chim trời cá nước gì nó ăn sạch, mà nó đòi công chính trước mặt Chúa. Thấy không? Lên tông rồi. Rồi cái gì nó cũng hốt vô túi nó, mà nó đòi công chính trước ngang Chúa. Rồi cái gì nó cũng nói thôi cho tiếc lắm, cho tiếc lắm, cho tiếc lắm, để ngày mai chết rồi người ta hốt đi cho luôn. Vậy những người mà công chính trước nhan Chúa, những người phải hiểu bảy chữ vàng này: ăn cây cỏ, buông bỏ, cho không, mà phải hành trì suốt đời, hành trì tới chết, thì người đó mới là người công chính trước nhan Chúa. Tự anh chị em suy nghĩ, ai sẽ là người công chính trong vũ trụ này? Xung quanh anh chị em tìm coi ai là người công chính. Nếu anh chị em tìm thấy những con người như thế, hãy theo họ đi. Theo họ đi. Đọc lại. Đức Chúa phán bảo ông ơi, ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan ta trong thế hệ này. Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bãi đôi, con đực và con cái. Còn trong các loài vật không thanh sạch thì một đôi, con đực và con cái. Trong các loài chim trời cũng lấy bãi đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. Vì 7 ngày nữa ta sẽ đổ mưa xuống đất, trong vòng 40 ngày 40 đêm. Nghe kỹ vô này. Và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta đã làm ra. Ông Noe làm đúng như Đức Chúa đã truyền. Ông Noe được 600 tuổi khi hồng thủy, nghĩa là nước lục, xảy đến trên mặt đất. Để tránh nước hồng thủy, ông Noe vào tàu cùng với các con trai ông, vợ ông và vợ của các con trai ông. Trong các loài vật thanh sạch và các loài vật không thanh sạch, trong các loài chim và mọi loài bò dưới đất, cứ từng đôi đực và cái đến với ông Noe mà vào tàu. Nhưng như Thiên Chúa đã truyền cho ông Noe, 7 ngày sau nước hồng thủy tràn trên mặt đất. Năm 600 đời ông Noe, tháng 2 ngày 17 tháng ấy, vào ngày đó tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, cống các trời mở toang, mưa đổ xuống đất 40 ngày 40 đêm. Ghê không? Chính ngày đó ông Noe vào tàu với các con trai ông là Sem, Kham, Jared, Japhet. Cùng với họ có vợ ông và 3 người vợ của các con trai ông. Cũng như mọi loài vật, mọi loài gia súc, mọi loài vật bò dưới đất, mọi loài chim chóc, mọi vật có cánh, chúng đến với ông Noe trên tàu, cứ từng đôi một, thuộc mọi xác phàm có sinh khí. Hiểu cho rõ. Chúng đi vào một đực một cái, thuộc mọi xác phàm có sinh khí. Chúng đi vào như Thiên Chúa đã truyền cho ông Noe. Rồi Đức Chúa đóng cửa tàu sau khi ông vào tàu. Chúa kỹ lắm, Chúa đóng cửa cho Noe. Cái chỗ đóng cửa đó chúng ta hiểu làm sao? Bây giờ anh chị em vô trong nhà, anh chị em ngủ. Anh chị em đi vô trong phòng, anh chị em ngủ. Thì anh chị em có nhờ người ta đóng cửa không? Hay là anh chị em chỉ cần khóa ở trong là được? Tiếng
Mình giờ con trong... vô phòng con ngủ con có cần cha phải khóa cửa ngoài cho con không? Tự khóa trong rồi xong cha. Sao không khóa ngoài? Khóa ngoài rồi sao mình mở ra? Vậy cái cử chỉ đóng cửa tàu của Chúa là cử chỉ gì? Không cho động vật và những con người khác vô. Lục đại hồng thủy chết hết rồi. Đóng cửa tàu lại là chết hết. Không cho động vật và những người khác nào vô nữa. Bảo vệ, Chúa bảo vệ. Rồi, cho nó tiếp. Bây giờ tại sao cái người giữ dịch chiều người ta lùa dịch về chuồng, xong người ta đóng cửa lại người ta mới về? Tức là người ta kiểm tra ở trong chuồng đủ dịch chưa. Chúa đóng cửa tàu cho ông Noe có nghĩa là Chúa kiểm tra coi ông Noe cũng làm đúng như lời Chúa dạy không. Chứ cần gì Chúa phải đóng cửa. Noe vô chốt ở trong là cứng rồi, khóa trong là rồi, cần gì phải đóng ngoài. Nhưng cái cử chỉ Chúa đóng cửa tàu đó là gì? Đó là cử chỉ lòng thương xót của Chúa. Chúa sợ ông Noe làm không đúng như ý định của Chúa, cho nên Chúa kiểm tra lại có chim đủ cặp không, cò đủ cặp, vịt đủ cặp, ngan đủ cặp, con trai con gái Noe đủ vợ chồng không. Đó là lòng thương xót của Chúa là chỗ đó. Giống như chiều con lùa vịt vô, con nhốt đóng cửa lại, con kiểm tra có đủ vịt không. Nếu thiếu một con thì con làm sao? Đi kiếm, đi tìm về cho đủ. Thì đây là hình ảnh lòng thương xót của Chúa phát họa lại cái hình ảnh thời Chúa Giêsu. Đó, Chúa Giêsu bỏ 99 con trong này đi tìm một con chiến lạc. Đó, từ từ cho giải thích tiếp thôi. Chúng ta đọc tiếp. Cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất, nước tăng thêm và nâng tàu lên, khiến tàu ở cao hơn mặt đất. Nước dâng và tăng thêm nhiều trên mặt đất, và tàu lên đên trên mặt nước. Nước dâng lên ngày càng nhiều trên mặt đất, và mọi núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp. Nước dâng lên cao hơn núi 7 thước, khiến núi bị phủ lấp. Mỗi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở. Đó, di động đó, di động được ăn đó. Quá lẽ hiểu kiểu đó. Di động ở đây là di động là rong tảo. Còn di động này là Chúa cho chết vì nó có sinh khí. Mỗi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở. Chim chóc, gia súc, thu vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất, và mọi người đó, mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết. Giờ này chúng ta hiểu cái từ chương sáng thế chương 9 câu 3 là mọi loài di động có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Chỗ đó chính là rong tảo đó. Nãy giờ tôi nói hoài là tôi áp dụng vào cái đó hoài. Còn ở đây Chúa nói mọi loài di động có sinh khí, tức là có lỗ mũi. Con tôm ở dưới đất, dưới biển có lỗ mũi không? Có nha. Con cua có không? Có. Con nào cũng có vì nó có sinh khí. Vậy thì Chúa cũng nói rằng nó là gì? Di động. Nhưng mà ở chương 9 câu 3 Chúa cũng nói mọi loài di động mà không nói có sinh khí mà nói có sự sống. Sự sống. Mọi loài di động có sự sống có nghĩa là rong tảo đó má ơi. Má đừng có ham ăn cua, sò, ốc, hến, ngao, quẹo. Rồi má cho đó là sai ý Chúa là má chết chứ con không chết. Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết. Đức Chúa xóa bỏ mọi loài trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời. Chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất, chỉ còn lại ông Noe và những gì ở trong tàu với ông. Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày. Chỗ này anh chị em là hiểu lầm. Cái lục đại hồng thủy á, là mưa 40 ngày đêm, phải vậy không? Nhưng nước dâng là bao nhiêu? 150 ngày. 150 ngày.
Vậy thì cái cơn lục đại hồng thủy này là bao nhiêu? Bao nhiêu ngày? 7 ngày, 6 ngày, 6 ngày. Cơn lục đại hồng thủy này tổng cộng là bao nhiêu ngày? 190 ngày. Tự si đi. Ha. Tức là Chúa cho mưa 40 ngày đêm, nhưng mà nước thì dâng 150 ngày. Nhá. Đó thì tự động cơn lục đại hồng thủy là bao nhiêu ngày? Tự si. Tới đây mà xuyên đường nó thôi à. Bây giờ sáng thế chương 8 nè. Nước rút. Chỗ này quan trọng lắm. Thiên Chúa nhớ đến ông Noe. Khi nước rút rồi. Khi nước rút rồi thì Thiên Chúa nhớ liền đến ông Noe. Vì tại sao Thiên Chúa nhớ đến ông Noe? Tiếng. Tại sao khi nước rút thì Thiên Chúa liền nhớ đến ông Noe? Chú thương ông Noe. Noe đó. Vì ông Noe là người công chính trước ngang Chúa trong thời bấy giờ, cho nên khi nước rút thì Chúa nhớ ông Noe liền. Chúa nhớ con người liền phải chỗ. Giống như ngày hôm nay, nếu mà con ăn cây cỏ, con buông bỏ, con cho không là con sẽ, thiên thần sẽ cầm cây gươm không cản con đến cây trường đường sinh. Mà nếu con ăn động vật thì Thiên Chúa không thể nhớ đến con được. Cái đĩa trước con coi lại. Nếu con ăn cây cỏ, con buông bỏ, con cho không thì Thiên Chúa, con chạm đến Chúa liền. Chà là con được vào cái con đường dẫn đến cây trường sinh liền. Còn nếu con ăn động vật và uống máu của nó thì tuyệt đối con như Adam trở về đất. Thiên Chúa nhớ đến ông Noe, mọi thú vật và mọi gia súc ở trong tàu với ông. Thiên Chúa cho gió thổi ngang qua đất và nước hạ xuống. Các mạch nước của vực thẳm và các cống trời đóng lại. Trời tạnh mưa. Đọc đến tới chỗ này nghe rùng rợn. Các cống trời đóng lại và trời tạnh mưa. Nước từ từ rút khỏi mặt đất. Hết 150 ngày thì nước xuống. Vào tháng 7, ngày 17 tháng ấy, tàu đậu lại trên vùng núi Ararat. Nước tiếp tục xuống cho đến tháng 10. Và ngày mồng 1 tháng 10, các đỉnh núi xuất hiện. Hết 40 ngày, ông Noe mở cửa sổ ông đã làm trên tàu và ông thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất. Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu để xem nước đã giảm trên đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông. Ông đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều con bồ câu trở về với ông. Và kìa, trong mỏ của nó có một nhành lá ô liu tươi. Ông Noe biết là nước đã giảm trên mặt đất. Ông lại đợi thêm 7 ngày rồi ông thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa. Năm 601 đời ông Noe, tháng Giêng ngày mồng 1 tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Noe dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Tháng 2 ngày 27 tháng ấy, đất đã khô. Ra khỏi tàu. Giờ ra khỏi tàu nè. Hồi nãy là nước rút. Bây giờ ra khỏi tàu. Thiên Chúa phán với ông Noe rằng: ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất cả những gì là xác phàm, chim chóc, gia súc, mọi giống vật bò dưới đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi. Chúng phải lúc nhúc trên mặt đất, phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Ông Noe ra khỏi tàu cùng với các con trai ông.
vợ ông và vợ của các con trai ông, mọi loài vật, mọi gia súc, mọi chim chóc, mọi vật bò dưới đất ra khỏi tàu theo từng giống. Ông Noe dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ngay chỗ này tôi thấy lạ. Ngày hôm nay không có chỗ nào mà dựng một cái bàn thờ để kính Đức Chúa Trời. Thì chắc chắn là trong nhà thờ có bàn thờ, thì chắc kính Chúa Giêsu là kính Đức Chúa Trời luôn đó. Vậy thôi. Nhưng mà thời Cựu Ước thì đâu có Chúa Giêsu, cho nên dựng một bàn thờ kính Đức Chúa Trời. Còn thời Tân Ước thì làm bàn thờ để làm lễ, đó là thờ Chúa, thờ Trời luôn, tạm hiểu vậy. Thiên Chúa phán: ngươi hãy ra khỏi tàu với vợ ngươi. Ông Noe dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon và Đức Chúa tự nhủ: ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Bao lâu có đất này còn thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm sẽ không ngừng đập đổ. Cái chỗ này hơi lạ chút. Khi ra khỏi tàu thì trên mặt đất không có một cái gì hết, chỉ có ông Noe, vợ ông Noe, ba đứa con trai ổng, ba con dâu ổng, cùng tất cả mọi loài gia súc động vật đi theo ổng ở trên tàu, tất cả vợ con, dâu rể, cháu chích gì đó và động vật từ trong tàu đi ra. Vậy thì lúc này đây Noe mừng quá mới lập một cái bàn thờ để thờ Chúa Trời. Vậy thì lòng của Noe để kính Chúa, cho nên phải làm một của lễ để dâng lên cho Chúa. Vậy thì bây giờ lấy cái gì để dâng? Trong Kinh Thánh nói rõ là Noe mần những con động vật thanh sạch. Vậy đã nói Chúa không cho ăn mà sao Noe mần? Tại vì chỗ này Noe có gì đâu dâng lên Chúa. Thì thôi, thì bây giờ Noe thấy giờ con không có gì để dâng lên cho Chúa hết, thì giờ có mấy cái đám động vật này thì con lựa động vật nào thanh sạch con mần con dâng lên Chúa. Đó là lòng của con, xin Chúa chứng giám cho lòng con. Thì khi Chúa chứng giám bằng cách nào? Ngửi mùi hôm Chúa thích. Thấy không? Chúa chứng giám cho cái lòng của Noe chứ không phải là Chúa ăn. Đúng vậy, nhưng mà tại vì lúc này đây ở ngoài ruộng, ngoài đất có gì không? Không có gì hết á. Cho nên buộc Noe phải làm một cái của lễ dâng lên cho Chúa. Mà để dâng lên cho Chúa thì phải có của lễ gì để mà tay không sao dâng. Bây giờ lỡ nhà thờ dâng, xin lễ thì sao? Phải dâng tiền. Nói chơi cho vui thôi. Nhưng cái tâm trạng của một người xác phàm muốn dâng lên cho đấng toàn năng, đấng mà mình tôn thờ, thì không phải dâng bằng cái miệng, mà dâng bằng cái của lễ. Mà ngay lúc này đây Noe không có một cái của lễ gì cả ngoài những con động vật. Không lẽ giờ mần cái thằng con trai mình ra dâng? Không lẽ giờ mần cái đứa con dâu mình ra dâng? Thôi thì Noe chọn cái con súc sinh này, con động vật này, nhưng mà nó được Chúa nói là nó là con động vật thanh sạch. Thì Chúa thấy cái lòng Noe ngay chỗ đó, Chúa chứng giám cái của lễ Noe, Chúa ngửi mùi thơm, Chúa mới hứa với Noe là bao lâu mà ta còn thì trời lạnh, trời nắng, tiết đông, tiết lạnh, ta không hủy diệt vũ trụ này nữa. Chứ không phải Chúa cho ăn nghe chưa. Đó. Chúa chứng giám cho lòng Noe. Thì sau đó khi mà Noe mà làm được chuyện đó xong rồi, thì từ lúc đó Noe lại cào cới bay cài cấy để mà tìm những hạt lúa giống để ăn, hạt cây cỏ để ăn. Lúc này đây Noe đâu có ăn động vật. Động vật lúc này nó ở đâu? Động vật lúc này nó làm gì? Tiếng tự do sống mà tự nhiên thôi cha.
nó lo nó sinh sản cho đầy mặt đất. Đúng vậy không? Làm sao nuôi dám ăn? Có mấy cặp mà. Nhín cho Chúa ăn cặp là hên lắm. Lại Chúa cho con vượt qua cơ hồng thủy này, con nhín cho Chúa ăn cặp thanh sạch là coi như là Chúa mới được đấy. Con tiếc lắm. Bởi vì Chúa biểu con là khi ra nước rút ra khỏi tàu thì con, dòng họ con và con cháu con cùng các loài động vật phải lo sanh đẻ. Làm sao ăn nó, ăn là lấy gì đâu nó sanh đẻ. Để hiểu là ăn gì lúc này Noe và con cháu không ăn gì? Cây cỏ mà hạt giống nữa. Con thấy hợp lý không? Dạ. Yeah. Cây cỏ mà hạt giống nữa chứ. Lúc này đây động vật nó lo nó sinh đẻ, nó đâu có nhiệm vụ là làm thức ăn cho mình. Chúa bảo là nó ra khỏi, nó phải có nhiệm vụ sanh đẻ lúc nhúc trên mặt đất. Vậy mà người Công giáo mình mơ hồ không hiểu gì hết á. Rồi cứ hốt ăn. Trời ơi. Rồi á, bệnh sao? Hốt chạy, bị có bệnh viện chờ. Hốt ăn, rồi bệnh cứ hốt chạy, chứ sao vậy? Không. Nói tới đó rồi mà không sửa mình nữa. Bây giờ đây là cái giao ước hủy diệt vũ trụ. Tiến con lên đo bảng cho. Đây là giao ước hủy diệt vũ trụ. Bây giờ chúng ta tới một cái giao ước, tới một cái thánh chỉ kế tiếp là giao ước với loài người. Cái giao ước với loài người này chỗ này hay lắm. Hồi nãy là một lớn là hủy diệt vũ trụ. Giờ hai lớn giao ước với loài người. Hồi nãy chúng ta một lớn là giao ước hủy diệt vũ trụ. Chữ này là chữ diệt, khó con. Hai lớn là giao ước với loài người. À, hai lớn là giao ước với loài người. Vậy chúng ta coi ở trong Sáng Thế chương 9 câu 1 đến câu 17 giao ước với loài người như thế nào. Tiến lên đọc cái đoạn sách Sáng Thế này cho cha, rồi sau đó cha phân tích. Con đọc chậm rãi cho mọi người nghe. Trật tự thế giới mới cho đến chỗ này. Sáng Thế chương 9, từ câu 1 đến câu 17. Trật tự mới của thế giới. Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noe và các con ông, và người phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên, các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị con người đổ ra. Vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật
ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi. Nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán, đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm. Và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây, ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noê, đó là dấu của giao ước ta đã lập giữa ta với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Nói chơi chút cho nó vui. Tiếng nó mạnh dạn lắm. Nó đi theo cha nó mạnh dạn lắm. Nó là thanh niên. Rồi nó có sức khỏe, nó ăn cây cỏ, nó dẻo dai, nó đủ thứ. Rồi nó giống như một người hùng vậy. Mà kêu lên đứng gần cha đọc lời Chúa, hai giỏ rung cạch 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 cạch. Ủa vậy ở đây là cái nơi tôi giảng dạy, đây là cái nơi rừng rú con mình tôi nó. Mà nó sợ ai tôi không biết nữa. Phải chi ở dưới mà 5-7 ngàn người nghe nó đọc nó rung thì cũng đã đành. Con mình tôi nó dòm vô cái bản văn này đọc thôi mà nó rung. Vậy bây giờ con trả lời tại sao con rung. Thì trước giờ con đâu có đọc Kinh Thánh cha. Giờ kêu đọc thì... Thì trước giờ con đọc sách gì? Con đạo con giáo mà con không đọc Kinh Thánh là sao? Đọc trước mọi người á cha. À, trước giờ con không đọc trước mọi người, mà ở đây con đọc với cha, có ai đâu nghe đâu. Vậy tại sao con rung? Trả lời cho bằng được, không được cha nghỉ giảng à? Đọc lời Chúa, đọc không được tốt. Chưa đúng. Đó là cái oai nghiêm của Chúa đó con. Khi nói tới đọc lời Chúa thì ai cũng phải khiếp sợ. Ma quỷ mà khi nghe danh Chúa Giê-xu thì sao? Khiếp sợ. Khiếp sợ. Khi nghe danh của Chúa thì các tầng trời bừng sáng. Các tà thần chạy trốn. Cho nên bây giờ khi con đọc lời Chúa thì dù một mình con cũng rung nữa. Cha đây đang nổi ốc. Cha giảng lời Chúa cha đang nổi ốc. Đừng có tưởng rằng là lời Chúa là đơn giản con. Oai nghiêm của ông trời con. Oai nghiêm của Đức Chúa Trời. Thôi thôi đừng có tưởng đọc lời Chúa đọc chơi chơi. Oai nghiêm của Đức Chúa Trời. À thôi nói chuyện chơi chút cho vui để vô lại. Chơi không tối ngày rồi mất giờ sao nghe giảng. Bây giờ, nãy giờ chúng ta nghe tiếng nó đọc sách Sáng Thế chương 9 từ câu 7 tới câu 10, từ câu 1 đến câu 17. Ở đây, Thiên Chúa giao ước với loài người. Ở đây Thiên Chúa giao ước với loài người. Bây giờ chúng ta coi Thiên Chúa giao ước với loài người cái gì? Thiên Chúa giao ước với loài người điều gì? Giao ước điều gì? Ở đây chúng ta phải hỏi Thiên Chúa giao ước điều gì? Chỗ này hay lắm. Anh chị em hãy cẩn thận nghe chỗ này. Nãy tôi nói kể câu chuyện chơi của một tiếng. Đọc lời Chúa mà đọc trong cái sự nghiêm túc
để hiểu là ai cũng run sợ, dù xung quanh ta không có ai nhưng ta vẫn khiếp sợ, vì khi nghe danh Chúa thì các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe Chúa giao ước với loài người điều gì thì chúng ta phải mừng đi. Nếu Chúa giao ước với chúng ta điều gì tốt thì chúng ta hạnh phúc, điều gì xấu chúng ta cũng phải làm theo Chúa, vì đây là Chúa giao ước với ta. Giữa người với người giao ước với mình còn vui mà, huống gì giữa ta với Chúa giao ước. Vậy chúng ta hỏi coi Chúa giao ước điều gì. Và cái giao ước này tôi gọi là lòng thương xót. Lòng Chúa thương xót. Hiện nay Hội Thánh nói là lòng thương xót Chúa. Nhưng mà đúng nghĩa là lòng Chúa thương xót. Nhiều đây mà thôi đã lộn xộn rồi, thì làm gì mà hiểu nổi ba cái chuyện mà vũ trụ quỷ diệt giao ước hay ăn cây cỏ hay buông bỏ hay cho không, Chúa Phước. Chỉ có cái chuyện lòng Chúa thương xót mà nói còn không rồi, thì làm gì mà hiểu được cái tới cái chuyện mà ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Thôi, mệt lắm. Bây giờ chúng ta coi Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noê và các con ông. Người phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Bây giờ Chúa giao ước điều đầu tiên là con cái Noe. Con cái Noe là phải sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Viết luôn để dễ hiểu. Sinh sôi nảy nở. Mệt rồi, viết như đó thôi. Con cái Noe là sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Đó là một giao ước. Giao ước thứ hai là mọi dã thú. Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Ngay chỗ này rất là quan trọng. Bây giờ đây, viết kỹ câu này. Mọi dã thú. Mọi chim trời. Mọi giống vật bò dưới đất. Phải mọi giống vật bò dưới đất và động vật và mọi cá biển. Sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Câu này rất là quan trọng. Đây, nghe kỹ nha. Cái giao ước thứ nhất là con cái ông Noe sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Cái này là đừng có ngáp, cứ ngồi nghe đi. Để rồi cho chết là không ai nói đâu. Ừ, ăn động vật hết rồi nó biết đường nói. Chứ không phải là không biết mà nó ăn động vật như một cái bức màn tối thui. Không thấy, dễ hiểu vô cùng mà không thấy. Dễ hiểu lắm. Vì ăn động vật không thấy. Ăn cây cỏ mà hạt giống đó là sinh lại bởi nước và
thánh thần, có nghĩa là Chúa Thánh Thần mở trí cho mình. Con cái ông Noe sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất là một giao ước. Giao ước thứ hai là mọi dã thú nè, chim trời nè, giống vật bò dưới đất, mọi cá biển nè. Đây là Chúa nói tiếp nè, sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Đây là Chúa lệnh cho những con này phải khiếp sợ người ta. Giờ mình thấy con rắn nó làm sao? Sợ mình. Nó sợ mình không? Sợ. Con vật nào nó thấy mình nó cũng sợ hết. Đây là Chúa đã an bài cho nó. Chúa nói với nó rằng chúng bay gặp người ta, gặp con người là chúng bay phải kinh hãi khiếp sợ. Đây đây, tiếp theo câu này là anh chị em đòi ăn nó nè. Vì biết rằng nó sợ mình rồi. Chúng được trao vào tay các ngươi, dịnh vào cái kinh hãi khiếp sợ rồi trao vào tay các ngươi cái quốc nhỏ. Ừ. Trao vào tay các ngươi cái bắt đầu Chúa gì đó cho ăn. Chúa cho ăn. Ừ. Tức là vật dưỡng nhân. Vật dưỡng nhân. Vật dưỡng nhân. Bây giờ mày vô trong rừng mày gặp con cọp thì nói làm sao? Con cọp đang đói bụng mà nó gặp con thì con nói vật dưỡng nhân hay là làm sao? Hay là nhân dưỡng vật? Con ở ngoài đồng bằng ha, con gặp con cọp mà nó chạy trên đồng bằng như vậy thì con nói mày vật dưỡng nhân. Mà nếu con lạc ở trong rừng con cọp nó gặp con thì nó nói làm sao? Ngược lại. Nhân dưỡng vật, thấy không? Trời ơi, dịnh vào cái câu là trao vào tay các ngươi cái bắt đầu vật dưỡng nhân chết. Nhưng mà chỗ này tôi chứng minh sao hay lắm, để đi đừng có rắp hết giờ. Đúng ra cái điểm này á, cái chỗ này giải thích sao, nhưng mà chỗ này quá quan trọng phải lấy ra giải thích liền. Chỗ này quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta nghe cái lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nè. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho biết trong thánh lễ hàng ngày tại Vatican đăng ngày 12 tháng 2 năm 2015. Đức Giáo Hoàng nói sao? Đức Giáo Hoàng nói chỗ này nè. Đức Giáo Hoàng nói nghe chỗ này nè. Đức Giáo Hoàng của anh chị em ấy, chứ không phải tôi nói à. Chỗ này là tôi nói là Chúa không cho ăn, Chúa trao cho mình để mình quản lý đó. Còn anh chị em dịnh vào trao vào tay các ngươi là anh chị em vật dưỡng nhân. Bây giờ Đức Giáo Hoàng của anh chị em nói như thế này, ngày 12 tháng 2 năm 2015 tại thánh lễ hàng ngày tại Vatican, Đức Giáo Hoàng nói, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thiên Chúa đã ban cho người tín hữu là anh chị em đó trách nhiệm chăm sóc công trình sáng tạo đầu tiên trên trái đất bằng cách giúp nó để phát triển theo quy luật của nó. Điều đó nói rằng chúng ta là những người chủ công trình sáng tạo nhưng không là thầy, và do đó được gọi là bảo vệ nó. Chúa bảo mình phải bảo trao vào tay các ngươi là bảo vệ nó, chứ đâu phải trao vào tay các ngươi là các ngươi ăn thịt nó. Giáo Hoàng anh chị em nói đây chứ tôi đâu có nói. Chừng nào tôi làm giáo hoàng cấm ăn sạch, không nói nhiều, ăn chết con, ăn sai thức ăn. Khi giáo hoàng tường lên là ăn sai thức ăn. Còn Phanxicô không dám nói mạnh. Phanxicô chỉ nói vậy, trên trái đất bằng cách giúp nó để phát triển theo quy luật của nó. Điều đó nói rằng chúng ta là những người chủ công trình sáng tạo nhưng không là thầy, và do đó được gọi là bảo vệ nó, có nghĩa là trao vào tay các ngươi để các ngươi bảo vệ nó chứ không phải để ăn thịt nó. Giáo hoàng của anh chị em nói, ông nói một lần nữa. Bài giảng của Giáo Hoàng trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta đăng ngày 9 tháng 2 năm 2015, lâu lắm rồi mà tôi lục lại. Một Kitô hữu không bảo vệ tạo vật là bảo vệ gì? Chim chóc nè, giống vật bò dưới đất nè, mọi cá biển nè. Đây,
mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển. Đức Giáo Hoàng nói nè, một Kitô hữu không bảo vệ tạo vật, đây là tạo vật. Cá biển, chim trời, đây là tạo vật. Không để cho nó lớn lên. Một Kitô hữu không bảo vệ những cái điều này, không để cho những con vật này lớn lên, là một Kitô hữu không lo đến công trình của Thiên Chúa, công trình phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, và lời đáp đầu tiên với công trình thứ nhất, bảo vệ tạo vật, làm cho nó phát triển, chứ đâu có chuyện mà cho ăn. Đức Giáo Hoàng chỉ nói tới đây thôi mà, bảo vệ tạo vật rồi lấy gì ăn, thưa Đức Giáo Hoàng? Đức Giáo Hoàng biểu con bảo vệ tạo vật thì con đồng ý, con nghe lời, nhưng con lấy gì con ăn đây? Còn cha thường bảo con bảo vệ tạo vật, cha thường chỉ cho con là ăn cây cỏ mang hạt giống. Còn thưa Đức Giáo Hoàng biểu con bảo vệ tốt, nhưng con ăn cái gì? Đức Giáo Hoàng không đưa ra được một cái hướng đi xa hơn. Ông chỉ dừng lại chỗ là biểu bảo vệ tạo vật. Bảo vệ là con bảo vệ được, nhưng mà con lấy gì con ăn đây? Con đồng ý là từ bảo vệ là không được ăn nó. Nhưng mà bây giờ con không ăn nó rồi, con ăn cái gì? Vậy Đức Giáo Hoàng dạy cho con ăn đi. Đức Giáo Hoàng đâu có dạy ăn cây cỏ mà hạt giống. Rõ là như thế, không tin tôi qua sang qua thi căn mà hỏi đi. Cần gì hỏi, lên Google là biết, ông dạy gì mà. Giáo Hoàng thua chỗ này nè. Thua ngay cái chỗ này. Dạy tín hữu bảo vệ tạo vật. Mà bảo vệ là người ta bảo vệ được. Con cái cha nói là phải nghe, không cãi cha. Nhưng cha ơi, con bảo vệ nó là được, nhưng con ăn cái gì? Ông Phật biểu bảo vệ tạo vật, ông biểu ăn chay. Còn Giáo Hoàng biểu bảo vệ tạo vật mà không biểu ăn cái gì là lấy gì ăn? Ông cha Tường biểu bảo vệ tạo vật, nhưng ông chỉ ra một cái đường đi là ăn cây cỏ mà hạt giống. Khác Đức Giáo Hoàng một bước, đi xa hơn một bước xa rất nhiều. Tự tôi khen tôi thôi cho đã. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, trong ngày 19 tháng 3 năm 2013, cái ngày mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đăng quang đó, tức là làm giáo hoàng đó. Như Thánh Giuse là người bảo vệ Đức Maria và Chúa Giêsu, sứ mệnh làm người bảo vệ của chúng ta không chỉ liên hệ đến các tín hữu, mà còn có một chiều kích cao hơn, đó là chiều kích con người, liên hệ đến tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là bảo vệ tất cả mọi tạo vật, bảo vệ vẻ đẹp của vũ trụ đã được tạo thành. Đức Giáo Hoàng biểu bảo vệ tất cả mọi tạo vật, bảo vệ tất cả mọi vẻ đẹp của vũ trụ được tạo thành. Có nghĩa là tôn trọng mỗi tạo vật của Chúa và tôn trọng môi trường chúng ta đang sống. Đức Giáo Hoàng biểu mình tôn trọng đi, cắt cổ ăn thịt là sao? Tôn trọng nó là phải bảo vệ nó, lo lắng. Thí dụ như giờ tôi đang đứng giảng trước anh chị em, tôi tôn trọng anh chị em bằng cách, hồi nãy có gói thuốc đây, tôi biểu một tiếng đem đi dẹp. Đó là tôn trọng đó. Đang ly ra tôi không được phép uống nước trước mặt anh chị em, vì đây là mất lịch sự dữ lắm. Nhưng anh chị em thông cảm cho tôi chỗ này, vì tôi nói nó rát cổ, tôi đành phải uống thôi. Chỗ này là chỗ tôi không tôn trọng anh chị em. Chỗ này không phải là chỗ ăn uống, chỗ để nói đạo lý chứ không phải chỗ ăn uống chỗ này. Nhưng anh chị em thông cảm cho tôi, cái ly này là ly nước trắng chứ không có gì lớn lao. Anh chị em thông cảm được chỗ này. Vậy Đức Giáo Hoàng biểu mình bảo vệ tạo vật. Đó. Có nghĩa là tôn trọng mỗi tạo vật của Chúa và tôn trọng môi trường chúng ta đang sống. Tôn trọng bảo vệ đó, con làm được đó Đức Giáo Hoàng, nhưng con ăn cái gì? Chúng ta hãy là những người bảo vệ tạo vật, những người bảo vệ kế hoạch của Chúa đã khắc sâu trên thiên nhiên, những người bảo vệ nhau và bảo vệ môi trường. Đức Giáo Hoàng phát biểu cái này trong cái bài giảng mà ngày 19 tháng 3 năm 2013, ngay cái ngày mà Đức Giáo Hoàng đăng quang. Rõ ràng nãy giờ Đức Giáo Hoàng bảo là bảo vệ nó, có nghĩa là không ăn nó. Còn Chúa bảo là chúng được trao vào tay các ngươi để bảo vệ nó, chứ đâu phải để ăn nó. Mà anh chị em thấy là sẽ phải kinh hãi khiếp sợ, trao vào tay các ngươi ăn là ăn chết. Thôi dừng lại cái này để nói đĩa khác.
chứng minh chút vậy thôi. Bây giờ chúng ta đi tiếp, đây là hai cái giao ước. Giao ước thứ ba: mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Đó, hồi nãy Chúa nói ở trong cái nước rút đó, hay là ra khỏi tàu gì đó, là mọi vật di động đều phải chết. Đó, trước cơn lục đạn thủy, mọi vật di động mà có sinh khí là phải chết. Còn bây giờ Chúa nói là ta ban cho các ngươi mọi di động có sự sống, nhưng không có sinh khí. Mọi loài di động có sự sống, tức là rong tảo ở dưới đáy biển, có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Và chúng giống như một loại cỏ xanh tươi. Rong tảo nó có màu xanh, màu đen, màu vàng. Bây giờ tôi chứng minh cái này, nhưng mà thực ra đủ hay không đủ điều đó không quan trọng. Điều quan trọng ở chỗ là chúng ta hiểu thôi. Ở trong cái khoa học công nghệ, thực vật ở dưới đáy biển quang hợp như thế nào? Những loài thực vật sống trên mặt đất đều dựa vào chất diệp lục của bản thân, lợi dụng lực tác động của ánh sáng của mặt trời với nguồn nguyên liệu là khí carbonic và nước, thông qua khâu gia công để sản xuất ra các hợp chất carbon và nước, chất mỡ và protein, chất hữu cơ đó, thúc đẩy sự sinh trưởng, phát dục và duy trì nòi giống của chúng. Nhưng trong biển cả mênh mông vô cùng, vô tận kia vẫn có các loài thực vật như tảo biển. Đó, mọi loài di động có sự sống. Tảo ở dưới biển thì nó di động, nó lượn qua, lượn lại, lượn tới, lượn lui, nó là di động mà nó có sự sống. Còn cái con ngao sò ốc hến nó di động mà nó có sinh khí. Bây giờ khoa học công nghệ nói vậy. Nhưng trong biển cả mênh mông vô cùng vô tận kia vẫn có các loài thực vật như tảo biển. Một loài thực vật kỳ lạ, loài hải đới với những chiếc lá sẫm màu dài hàng mấy mét. Có loài tảo đỏ trông giống như một cây nhỏ. Lại còn có cả loại tảo cao, tảo sừng hưu, tảo vỏ bên ngoài có những văn hoa, hoa văn rất tinh tế đang sinh sống. Xem ra chúng đều không có màu xanh, vậy chúng phải quang hợp ra sao đây? Đó là những rong tảo dưới đáy biển. Mà này Chúa nói là mọi vật có sinh khí, ta ban cho chúng như cỏ xanh. Rong tảo không có màu xanh nè. Trên thực tế, thực vật sống trên biển cả cũng có loài chất diệp lục. Chẳng qua là hàm lượng chất này không nhiều mà thôi. Sở dĩ họ tảo biển có rất nhiều màu sắc, bởi vì chính bản thân chúng còn tồn tại nhiều sắc tố khác nữa. Sắc tố mật trong tảo đỏ có chứa nhiều sắc tố đỏ, tảo xanh chứa nhiều sắc tố xanh. Đó, ngày hôm nay ở dưới đáy biển có nhiều rong tảo mà có nhiều màu sắc. Mà ở đây Chúa nhắc là mọi sinh vật có sự sống, ta di động ở dưới nước, ta ban cho chúng như ban cỏ xanh tươi. Chúa nói là giống như cỏ xanh vậy. Thì khoa học công nghệ, thông tin khoa học, người ta đã phân biệt là rong tảo dưới biển có màu đỏ, màu xanh, màu tím. Khi ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt biển, các loại tảo mang nhiều chất diệp lục sống trên mặt biển cũng quang hợp như các loại thực vật sống trên mặt đất. Nhưng điều kiện dưới đáy biển và trên mặt biển là hoàn toàn khác nhau. Nước biển màu xanh đậm lại sâu như vậy, trên mặt nước lại có rất nhiều loài sinh vật sinh sống. Trong nước biển lại chứa nhiều các loại muối và với số lượng lớn, đều có tác dụng ngăn cản nhất định đối với việc các tia nắng mặt trời nhiều màu sắc chiếu xuống đáy biển. Ánh sáng đỏ chỉ có thể chiếu qua tầng trên của nước biển. Ánh sáng và vàng có thể chiếu sâu hơn một chút. Còn các tia sáng màu lục, lam, tím lại chiếu sâu hơn. Trong các loài tảo, nghe kỹ nè, trong các loài tảo, tảo xanh hấp thụ ánh sáng đỏ nên sống ở vùng nước trên. Đó, chương 9 câu 3 nói,
mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Đó là rong tảo đó. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó cũng như ban cỏ xanh tươi. Chúa sợ con người hiểu lầm, Chúa mới nói rong tảo nó sa màu xanh giống như cỏ xanh tươi để con người ăn. Chúa lòng thương xót của Chúa nó vô biên đến mức độ đó. Chúa sợ con cái loài người hiểu không rõ, Chúa mới nói là rong tảo nó giống như cỏ xanh. Thì khoa học người ta chứng minh là trong các loài tảo, tảo xanh hấp thụ ánh sáng đỏ nên sống ở vùng trên nước. Nhưng trong vùng nước sâu cũng có khi ta tìm thấy các tảo lục, nhưng hoạt động sống của chúng lại diễn ra rất chậm chạp. Đó là di động. Khoa học chứng minh những loài tảo màu xanh này lượng hấp thụ ánh sáng rất ít, nhưng cũng đủ cho nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Đó là thông tin khoa học công nghệ ngày hôm nay người ta tìm ra như thế đó. Vậy bây giờ tôi chứng minh cho anh chị em là chương sáng thế chương 9 câu 3 là mọi loài di động có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi, ta ban chúng cho các ngươi cũng như ban cỏ xanh tươi. Thì đó là Chúa muốn nói đến rong tảo ở dưới biển, nó làm thực vật có sự sống thì mình được ăn nó. Sau khi mà hủy diệt vũ trụ rồi thì Chúa lại tiếp tục ban giao ước thêm một thức ăn nữa, ngoài cây cỏ mà hạt giống còn có thêm một loại thức ăn nữa là rong tảo ở dưới biển. Mà Chúa ví cái rong tảo là màu xanh giống như là cỏ xanh tươi. Vậy ở trong khoa học họ chứng minh trong các loài tảo, tảo xanh hấp thụ ánh sáng đỏ nên sống ở vùng nước trên. Nhưng trong vùng nước sâu cũng có khi ta tìm thấy cả tảo lục, nhưng hoạt động của chúng lại diễn ra rất chậm chạp. Chậm chạp có nghĩa là gì? Di chuyển chậm. Là di chuyển chậm thì gọi là gì? Di động. Vậy thôi, có gì đâu mà thắc mắc. Mọi người công giáo nói di động là động vật ăn, cua sò ốc hết ăn. Những loài tảo xanh này hấp thụ ánh sáng rất ít, nhưng cũng đủ cho cuộc sống của chúng ta. Rõ ràng là khoa học chứng minh là tảo xanh mặc dù hấp thụ ánh sáng rất ít ở dưới đáy biển nhưng đủ cho cuộc sống chúng ta, và nó di chuyển rất chậm chạp ở dưới đáy biển. Mà Kinh Thánh gọi là mọi loài di động có sự sống, ta ban tất cả chúng như cỏ xanh. Chỗ này từ nay tới trở đi không được phép nói đó là ăn cua sò ốc hến nha. Ai ăn có tội ráng chịu, tôi đã làm xong bổn phận tôi rồi, tôi đã nói khô cổ tôi rồi. Đúng rồi, tôi nói hết sức luôn rồi đó. Mà nếu anh chị em không hiểu nữa thì anh chị em có lỗi với Chúa chứ không phải tôi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất chỗ này. Tối đêm nay tôi ngủ rất yên là bởi vì tôi đã hoàn tất ngay chỗ này. Tôi đã chứng minh lời Chúa nè, chứng minh lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô nè, chứng minh khoa học nói về chương 9 câu 3. Tối đêm nay con lại Chúa, đốt nhang con lại Chúa, ba lại con hung chân Chúa, xong con ngủ rất yên. Vì Chúa ơi, khả năng của con tuổi rất nhỏ, trình độ không có, mà bị đuổi chạy tùm lum hết. Nhà thờ này đuổi qua nhà thờ kia đuổi qua nhà thờ nọ đuổi về nhà tiệc thông, về nhà ở không yên, chạy lên núi rừng Tây Nguyên. Lên tới đây con cũng rã. Ráng con làm sao để con hiểu được chỗ này, để con trình bày lại một lần cuối cùng. Và hôm nay con lại Chúa, tối nay con đốt ba cái nhang, con lại Chúa ba lại. Sau đó con ngủ yên, con nói với Chúa rằng con đã hoàn tất cái chỗ này rồi. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Những người không hiểu thì Chúa sẽ có cách cho họ đi, chứ con không nói nổi nữa, con khô cổ lắm rồi. Con nói quá lẽ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Tức là Chúa không cho phép ăn con động vật. Nhưng ta đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống cho người anh em mình. Có nghĩa là giờ đây
cái chỗ này nè, chú muốn nói đến gì? Anh em hãy yêu thương nhau. Bây giờ con vật phải giúp cho anh phải giúp cho con vật. Chỗ này chúng ta hiểu đơn giản, không có gì phải lớn lao. Ta đòi mỗi con vật phải đền nợ máu. Ví dụ như con trâu thì phải đi kéo cày, đi cày bừa. Con ngựa thì phải cỡ cho người ta cởi, con bồ câu phải đưa thư. Còn người mình phải có nhiệm vụ bảo vệ nó. Đó là chú bảo là phải yêu thương nhau. Một cái giao ước nữa là yêu thương nhau, có nghĩa là con người yêu thương động vật. Ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị con người đổ ra. Vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Về phần các ngươi là Noe đó, con cái Noe đó, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: đây ta lập giao ước của ta với các ngươi. Con mồi tiếp. Chỗ này rất là quan trọng. Anh chị em nghe chút xíu chỗ này nữa là coi như chúng ta kết thúc cái bài giảng này. Thiên Chúa phán với ông Noe và các con ông đang ở với ông rằng: đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu ra đi, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Chỗ này là chỗ Chúa hứa với loài người là Chúa sẽ không còn tàn phá mặt đất nữa. Có nghĩa là Chúa không hủy diệt. Cho nên các con đồ hỏi Chúa: thưa Thầy, chừng nào tận thế? Chúa Giêsu nói chuyện này là chỉ có Chúa Cha mới biết được. Cho nên cái chuyện mà Chúa đã hứa là Chúa không hủy diệt hồng thủy địa cầu nữa mà. Thiên Chúa phán: đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau, là tới bây giờ mãi mãi. Ta gác cây cung của ta ở trên mây. Thông thường thì chúng ta cái cung này bôi cung ngựa con bôi quên trên là dòng trước. Bây giờ anh chị em thấy nè, Thiên Chúa phán: đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi, với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây. Đây là dân mây. Đây là dân mây trời đó. Đây là mây, có khi mây cục cục đây đó. Bây giờ Chúa nói là ta gác cây cung ta ở trên mây. Đây là cây cung của Chúa đó. Đây,
Đây là cây cung ta gác. Ta gác cây cung. Trời mưa mưa, sáng mưa ôi ôi, chiều mưa ôi ôi, cái chúng ta ra ngoài chúng ta thấy cái ở trên mây á, nó có một cái nó có cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng như vậy nè, nó có màu như vậy. Cái bắt đầu á, đứa thì nó nói theo khoa học của nó là nó là gì tiếng? Bị sét cầu vồng. Còn nó nói theo những người ông bà già xưa thì sao? Móng dài trời nắng, móng vắng trời mưa. Tức là người thì hiểu theo kiểu móng dài trời nắng, móng ngắn trời mưa. Còn người thì hiểu nói là bãi sát cầu vồng. Nhưng trong kinh thánh Chúa nói rõ là đây là cái cung. Cái cung của Chúa nè. Thấy không? Cái cung. Nè. Đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi. Đây là dấu hiệu cây cung nè. Cây cung là dấu hiệu nè. Ta gác cây cung của ta lên mây. Đây là mây nè. Đây là mây nè. Ta gác cây cung ta lên mây. Và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Đọc tới chỗ này là rùng mình đó. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, mây mà nó kéo đến rồi, bầu trời mà nó kéo mây đến rồi, thì cây cung này xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi, tức là giữa ta với Noe và con cháu sau này, và với mọi sinh vật, có nghĩa là động vật đó, nghĩa là thụ tạo đó, nghĩa là con động vật đó, nghĩa là với mọi xác phàm. Và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để hủy diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noê, đó là dấu của giao ước ta đã lập giữa ta với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Nghĩa là mỗi lần mà mây kéo đến mà cái móng này nó xuất hiện á, xanh đỏ 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 này xuất hiện, thì anh chị em phải nhớ đây là cái cung của Chúa. Đây là cái giao ước khi Chúa hủy diệt địa cầu rồi, Chúa lập lại một trật tự mới. Trật tự mới nó có một chỗ lạ nữa là gì? Là ăn rong tảo. Là chương 9 câu 3 đó. Sáng thế chương 9 câu 3 đó là trật tự mới, Chúa cho thêm ăn cái rong tảo dưới biển nữa. Và cái giao ước mà tuyệt đối không phá hủy địa cầu là Chúa cho chúng ta thấy một cái móng trên mặt trời, trên bầu trời. Khi chúng ta thấy móng xanh, móng đỏ, móng vàng này thì chúng ta phải nhớ đây là giao ước giữa con người với Chúa, chứ không phải là móng dài trời nắng, móng vắng trời mưa, hay là bãi sắc cầu vồng. Dẹp dịnh trên kinh thánh là dẹp, còn dịnh trên khoa học không bàn ha. Dịnh trên đức tin kinh thánh là đây là cây cung của Chúa. Và khi cây cung này xuất hiện trên bầu trời là Chúa sẽ nhớ lại cái lời giao ước của Chúa với con người, không hủy diệt địa cầu, không hủy diệt con người, không hủy diệt xác phàm. Đó là giao ước với loài người. Vậy thưa anh chị em, cái phần cũ ước là tạo dựng vũ trụ, loài người sa ngã là tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi nói thêm là hủy diệt vũ trụ và giao ước với con người. Thì tôi cũng đã nói xong rồi. Đây là hết phần cũ ước. Sắp tới đây chúng ta sẽ nghe tiếp cái phần ơn cứu độ. Có nghĩa là Chúa Giê-xu đến trần gian để chứng minh lại cái chuyện này, là phải ăn cây cỏ mang hạt giống, chứ không có cái chuyện mà ăn động vật ở đây. Vậy tóm lại cái câu hỏi của một nhóm người ở nửa dòng trái đất hỏi cha, câu trả lời cuối cùng cho các chị này là thức ăn của con người là mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Còn động vật không phải thức ăn của mình. Và Chúa hủy diệt vũ trụ, Chúa giao ước với loài người, Chúa
Chúa vẫn tiếp tục không cho ăn động vật mà phải ăn rong, ăn thêm rong tảo. Có sự sống, chương 9 câu 3. Và Chúa nói với loài người rằng, Noe và con cháu Noe rằng, Chúa đặt cái cây cung này ở trên mây. Khi mà mây kéo đến, cây cung này xuất hiện, là Chúa sẽ nhớ lại lời giao ước giữa Chúa với loài người, giữa Noe với Noe, với thế hệ là chúng ta đây. Chúa không hủy diệt vũ trụ này, không hủy diệt con người này, không hủy diệt động vật này, không hủy diệt mọi xác phàm trên mặt đất. Vậy thì cái câu mà chừng nào tận thế, từ nay trở đi dẹp, không được hỏi nữa. Vì Chúa đã hứa Chúa không hủy diệt vũ trụ và con người. Vậy thì Chúa không hủy diệt vũ trụ và con người thì bù lại không hủy diệt vũ trụ là phải đền nợ máu. Ngày hôm nay ai ăn động vật là phải đền nợ máu. Bệnh là một hình thức đền nợ máu. Mới ngày hôm qua khỏe mạnh hết sức, tự nhiên dấp té ăn cái, chở đi bệnh viện, bác sĩ nói báo là bây giờ virus lạ ăn hết cái phổi rồi, giờ nằm thở hôi hớp, bóp khí oxy mà không chết, chờ hoài không chết. Đó là đền nợ máu đó. Đó là đền nợ máu. Mới ngày hôm qua đây mình mẩy sạch trơn, qua một đêm nọ tắm cái quan đêm nọ tự nhiên nổi mẩn cùng người á, rồi gãi lỡ chừng vài tháng sau nó nổi ghẻ cả người, nổi như nổi mề đay, như chàm, như là giấy nến, rồi không hết, không thuốc nào trị hết. Đó là đền nợ máu đó. Đó là đền nợ máu. Vân vân, mẹ đền nợ máu cho con, cha đền nợ máu cho con, vợ chồng đền nợ máu cho nhau. Vì Chúa không còn hủy diệt nữa, nhưng để không hủy diệt thì anh phải đền nợ máu. Đó là kết thúc của ước. Vậy chúng ta sẽ đi vào cái phần tân ước. Chúa Giê-xu đến để xác định lại một lần nữa là phải ăn cây cỏ mà hạt giống. Đó là xin cảm ơn anh chị em cái phần này. Rồi chúng ta kết thúc phần của ước rồi. Thì bây giờ chúng ta đến một tiếng lên đọc kinh, đến phần tân ước. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Và bây giờ và hàng có và đời đời chẳng cùng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Chúng nghĩ là xem thế mặt Đức Chúa Trời sáng lắng như vậy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cảm ơn anh chị em và hẹn lần sau. Gió cuốn theo chiều xuống.